Dạ, kính chào tất cả quý hàng thương mến, quay trở lại kênh Máy Hàng Quyền nha. Bây giờ là 18 giờ 20 phút ngày 25 tây tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý hàng rất nhiều đã thương mến và đặt những dòng máy mít nhỏ nhỏ 270 này ha. Và đặc biệt là hôm nay là hình như là cái máy cắt 60cm này nè quý hàng, nó trở thành là xu hướng rồi, là hot trend luôn á. Đó thì cảm ơn 6 anh khách hàng, tóm lại là 7 anh, lại còn một anh nữa là sáng ngày mai phải gửi xuống dưới Đồng Tháp, rồi một anh nữa là gửi đi ra Hà Nội, nhưng mà tạm thời là ảnh đi công tác, ảnh chờ, cho nên hôm nay thực tế là trend nó đã bắt được trend dòng máy cắt 60 xịn hào này rồi quý thầy. Hồi xưa nó là cắt 60C không à, là nó đã gọi là hot trend rồi. Nè quý thầy nhìn coi, một cái dòng máy 8 triệu như thế này mà tính năng của nó nè. Đây hai anh khách, em cảm ơn anh quá, ở Hà Nội đã đặt con máy này giá 8 triệu nè. Rồi em cảm ơn anh Chu Châu Tài Lộc ở đâu đây, ở Trà Vinh nè, anh cũng đặt cái máy này 8 triệu. Em cảm ơn hai anh và cũng như 4 anh khách hàng còn lại rất là nhiều nha. Vì bây giờ trễ rồi nhưng mà em cũng sẽ đi vô cái trend của ngày hôm nay trên cái nền tảng YouTube cũng như là đối với ngành công nghiệp máy hàng của chúng ta. 60C thì đây là một dòng máy rất là xịn hào. Mình có cái máy nó khí bên trong nè quý thầy. Đó, hồi xưa là 60C là không có hạng mít, mà bây giờ 60CM thì em nó sẽ có là cắt lách ma là 60A nè quý thầy, thấy không? Cắt lách ma 60. Rồi bên này là chức năng hàng que nè, là 200A. Quất qua bên này cái chức năng hàng mít nè, nó thiết kế rất đơn giản. Và ở dưới chân này là hầu như là cũng là hai cái máy giống như rời rạc vậy đó. Lách ma nằm bên này, rồi hàng mít nằm bên này. Mít thì sẽ xài được có khí và không khí, còn máy lách ma thì sẽ là built in air, là xài khí trong, là sử dụng hai cái đầu bơm này. Với cái tầm giá 8 triệu đúng là thực sự là hot trend nè mấy thằng, thấy không? Cho nên là mấy anh Châu Tài Lộc là Trà Vinh cũng lấy nè, rồi anh Hạnh ở Trà Vinh cũng lấy nè, rồi anh Nguyễn Thất ở Đồng Nai cũng lấy nè, rồi anh Tuấn ở trên ở ngoài Quảng Ninh cũng lấy nữa nè, rồi anh Bến ở Hà Nội cũng lấy nữa nè, rất là rực rỡ làm lòng em. Đây là đúng là hot trend, hình như các 60 xe em đã bắt được trend và xu hướng rồi. Thì quý thằng biết tại sao xu hướng không? Thực ra không phải mình lên đây mình nổ đâu. Với dòng máy 8 triệu như thế này và chúng ta sẽ có những phụ tùng rất tuyệt vời như thế này. Chúng ta có một cái ly, một cái đồng hồ điều áp để chúng ta xài khí ngoài nè quý thằng, thấy không? Nè, rất là rực rỡ, 8 triệu mà với cái đồng hồ điều áp như thế này. Nè quý thằng thấy không? 8 triệu có một cái đồng hồ điều áp nè, có một cái ly lọc nước nè, rồi có một cái súng BT-31 nè, dài 4 mét miên man xịn hào nè quý thằng, thấy không? Rồi, còn thêm nữa, còn một cái súng hàng mít nè, mình cộng đồ nội ba cái đồ này không một triệu mấy, gần 2 triệu rồi. Thì cho nên hot trend là đúng rồi. Nó cắt lách ma thì cắt được 10 ly ngọt ngào miên man ở cái trạng thái là không dùng khí. Đây, súng hàng mít 15AK 3 mét miên man xịn hào, cái BT-31 nè. Thấy cái đồ đó là biết rồi. Đây bên đây nữa nè. Đây mình đang đóng đơn với thằng, thấy một đống đồ nè, mình thu vô nha. 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát cho mỗi anh nè. Cáp 100% dây đồng xịn hào nè. Nhìn như vậy không hot trend mới lạ đó. Rồi, trong cái thằng hàng cắt lách ma thì lại có một cái cộng dây mà để kết nối vô cái điều áp, có khớp nối nhanh nữa nè. Rồi nè, rồi trong hàng mít lại còn cho thêm một cái ống khí nữa. Thì như vậy hỏi khách hàng làm sao nó không hot trend được. Đây, đối với hàng mít lại có một cái ống khí rời nữa. Rồi, ở quý hàng nhìn luôn phía sau nè, tại sao nó hot trend là vậy nè. Nó đơn giản lắm, những cái đồ mình đưa vô nè ha. Rồi, chưa kể nữa, nguyên cái thao này là của mấy 6 anh khách thương mến là mua 8 triệu đồng bạc nè quý hàng nhìn nè. Rồi còn thêm nè, 10 bộ bét cắt lách ma nè. Rồi 5 cái bét hàng mít, mấy cái chụp khí nữa nè. Anh nào cũng có y vậy hết. Thì hỏi y chang bộ vậy làm sao mà không hot trend được. Giá là rẻ mà chất lượng thì cao, bảo hành 2 năm. Đó, cắt lách ma thì đi đâu cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ biểu diễn cái sơ sơ, mình đi đóng đơn bây giờ này nó trễ, quá trễ rồi. Nhưng mà nếu không bắt cái xu hướng này đẩy trend lên thì nhiều khách hàng không biết lại chạy đi mua vòng vòng chỗ bán vũ khí, chỗ bán trái cây, nó mệt lắm. Rồi, xài máy nén khí bên trong thì chúng ta nhẹ nhàng gắn cái ly lọc nước này vô. Rồi chúng ta có thêm cộng dây này để chúng ta nếu mà khi mà xài máy nén khí từ bên ngoài thì chúng ta dùng cái điều áp này. Đó, chúng ta chỉ nhẹ nhàng rút cái đường này ra. Nói rằng rút nhẹ nhàng đường này ra, cắm cái đường này vô để mình xài nén khí ngoài. Thì đây là đường máy nén khí ngoài nó vô nè. Rồi cái đầu còn lại bên này chọt vô cái máy nén khí nhà mình, đó là đồ mình cho theo đầy đủ. Rồi, đây là mình đang xài khí trong thì mình một lần nữa mình lắp cái ly này lại. Đó quý thằng thấy không? Rồi, một cái ống cộng ống dẫn khí cho máy hàng mít này, nó nằm đây.
Rồi còn lấy đồ ra còn thiếu tùm lum nữa. Mỗi cái máy như vậy lại có thêm một cái đồng hồ CO2 nữa, đúng không? Rồi có thêm một cuộn dây hàng, một cuộn không dùng khí 2,5 kg, hoặc là một cuộn 5 kg có dùng khí, hoặc là hai cuộn, một cuộn 1 kg không dùng khí và một cuộn 1 kg có dùng khí, đó được ba chọn lựa. Thì với một cái thiết kế gọn đẹp vậy, quý ra nhìn thấy không? Đây là đường này, đường khí CO2 nó lên trên chai khí đi. Ví dụ đây là chai khí nè. Đó, nếu mà không thích xài chai khí ở xưởng thì có nghĩa mình rút ra vậy. Hoặc là mình có thể rút ra vậy đi, thì mình sẽ để y vậy mình đi công trình mình làm nè, quý ra nhìn nè. Đó, tròn tròn ổ vậy mình sẽ đi công trình. Hàng mít không dùng khí, hàng que, tất cả tất tần tật ở đây. Thì như vậy, trend là nó nằm ở chỗ này, và chúng ta quay ngược trở lên đây mình sẽ test lần lượt những con máy này. Rất là lẹ ở trạng thái là cắt 60C thôi. Còn ở chức năng mic thì mình cũng sẽ test sau đi. Bây giờ quá trễ rồi các bạn rồi. Bây giờ đây là toàn bộ tất cả những cái phụ kiện này. Mình lúc lúc nào cũng làm chuẩn mực về cho quý hàng hết á. Đây là anh khách thứ hai nè. 3 mét kèm hàng. 3 mét kẹp mát dài miên man. Mình tém cái đẹp mình để cho chỗ này. Rồi anh thứ ba nè. 3 mét kèm hàng. 3 mét kẹp mát dài miên man. Tất cả đều bằng cáp xịn hào bằng đồng của đó. Rồi tiếp tục nè, đó mọi người sẽ thấy những cái giá trị của nó như vậy thì làm sao không bắt trend được. Một cái mét cáp mình cho như vậy là 40.000, 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát. Tiếp tục 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát. Rồi tiếp tục 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát. Đây là toàn bộ những cái giá trị mình mang đến cho quý khách hàng ở khắp muôn phương. Còn cái phần ống khí thì nãy mình nói rồi, chút xíu mình sẽ lựa lại. Còn thiếu ở đây nữa là lon, 6 cái đồng hồ CO2, dây cộ tùm lum hết. Rồi, quý khách hàng thấy rất rõ rồi đúng không? Hỏi làm sao nó không trend đúng không? Bây giờ chúng ta tấn công vô, cắt thử trên mấy cây súng 5 mét miên man của nó. Đây là mình test cây đầu tiên. Ủa, hồi nãy mình mới gắn con anh này, thì mình sẽ test anh này trước. Mời tất cả mọi người theo dõi. Gắn đường lát ma vào đây. Rồi gắn dây điều khiển vô đây. Rồi mượn cái kẹp mát của nó nè, quý thằng thấy không? Mượn kẹp mát vô. Trời nó hơi bị tối, mong mọi người thông cảm, hình ảnh nó có thể mới mờ. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ lấy cái miếng sắt dày 10 ly, mình cắt liền cho tất cả mọi người coi liền. Không có gì khó khăn trong vấn đề này. Đưa nó ra đây, dọn mấy đường khí này qua. Rồi mọi người thấy rất kỹ ha, đây là cái súng lát ma của nó nè. Mình không có thêm máy nén khí nén khót gì hết trơn nha quý thầy nha. Rồi lấy cái kẹp mát của nó mình mới lấy ra nè, kẹp nhẹ nhàng vô. Đó, đây là sự tiện lợi và mình sẽ chứng minh cho quý thầy là hot trend là như vậy. Mấy ngày nay là mình bị quá tải về cái này. Đó, mình cấm cái kẹp mát này mà mình lại đi. Đúng rồi, mình lấy kẹp mát này đúng rồi nè. Đây là kìm hàng que của máy này. Mọi người thấy kỹ ha. Còn bên này là phần của máy mít nè, rất rõ ràng. Rồi chúng ta sẽ cắt con máy đầu tiên ở trạng thái là nó mình đi công trình nè, không có khí má gì hết, quý thằng thấy rất kỹ không? Rồi chúng ta sẽ bật lên BWN này nha, kích cò nè, đó motor chạy rất là nhẹ nhàng, tình cảm quý thằng thấy không? Đó, đây là cô nhân viên mình đã đem đồng hồ ra lần lượt cho quý khách hàng rồi đó. Còn thiếu dây nữa, con coi đơn lại coi dây còn sao cái đã. Đó, nãy giờ đi soạn còn thiếu đồ đó, quý thằng thấy thiếu đồ không? Rồi tiến hành cắt liền, mời tất cả quý thằng rồi vô. Đây là các miếng sắt dày 10 ly miên man nè. Và mọi người có thể đảo một vòng từ đây ra phía sau để mình chứng minh một điều là tại sao nó hot trend và tại sao khách hàng đặt rất nhiều. Đó, trước khi ra phía sau các bác thấy cái đường cắt từ trên nhìn xuống nè. Rất là đẹp và rất là nhanh, cái lực khí của nó rất là mạnh. Đó, rồi bắt đầu đi miên man. Rồi đi ra phía sau cho khách hàng thấy là mình đang không cần xài một cái máy nén khí gì hết kìa. Quá tuyệt vời quá nè, thấy không? Rồi bây giờ quay trở ra là em cái cục sắt này nó rớt cái đùng xuống đất rồi nè, cái này nè. Đùng, thấy không? Quay ra là rớt cái đùng rồi, máy thứ nhất xong, chuẩn bị đóng đơn. Tiếp tục mình phải lấy một cây súng khác, mà một bộ kiềm hàng kẹp mát khác của những anh khác rồi mình thử liền. Đây là cái súng thứ hai, thứ ba của mấy anh, đây toàn bộ thùng bọng của nó nè, đó. Thùng đóng rất là chắc chắn nè, cắt 60cm. Đây là dòng máy đang hot trend trên mạng xã hội bây giờ. Rồi mình tiếp tục test con máy thứ hai cho anh khách này. Rồi cũng là tương tự, súng mình sẽ gắn vô chỗ này.
Đây là máy rẻ mà quý thằng tưởng tượng một con cắt 60 ampe hiện giờ. Những cái hãng nhân danh Việt Nam này, như là Gia Xích nè, rồi HK nè, nội 60 ampe không là không có máy nén khí bên trong, nó đã bán cho quý thằng là 11 triệu một cái rồi. Trong khi đó mình không có tiện tiếp thị, mình không có nhân viên tiếp thị. Xu hướng xã hội bây giờ mình không có mời nhân viên tiếp thị đi, tại vì có nhân viên tiếp thị chi phí nó cao lắm, mà họ thì làm việc không nhiệt tình nữa, quý thằng hình dung không? Cho nên là mình thường bây giờ mình tự làm. Đó là lý do tại sao giá thành nó rẻ là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ test một con máy thứ hai nữa cho mọi người thấy cái sự xịn hào của cái dòng máy cắt mà đang gọi là bắt trend trên mạng xã hội nè. Bây giờ với cái súng xịn hào mới vậy đó, mình sẽ làm cho anh khách thứ hai liền. Rồi tiếp tục mình sẽ vô tiến hành cắt liền. Mời tất cả quý thằng theo dõi. Này, mình đang để khí ngoài nè, máy không chạy nè quý thằng, thấy không? Rồi bật lên khí trong nè, chạy liền đó. Rồi tiến hành cắt nè, chỉnh 60 ampe và tiến hành cắt liền. Vô quá rực rỡ lòng em quý thằng, thấy không? Quá xịn hào luôn. Rớt cái đùng xuống, hỏi làm sao không hóa trend được. Rồi quá ngon lành. Xong bây giờ mình sẽ vô một cái nữa thôi, mình sẽ không có đủ thời gian để test cái dòng máy hot trend này được quý thằng, mình chỉ chứng minh là nó rất là tuyệt vời như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vô chức năng hàng que, hoặc là một cái chức năng hàng mít không dùng khí, mà mình thấy là thời gian bây giờ nó quá trễ, cho nên quý thằng thông cảm, mọi người chỉ sẽ lướt qua coi cái chức năng không dùng khí nó nằm chỗ này nè. Đây, bên trong là một con máy hàng mít với cái thiết kế má motor là hợp kim nhôm. Đây là cuộn dây, 5 kg. Máy có khả năng hàn được nhôm, hàn được sắt, là có dùng khí và không dùng khí. Thì mình có để cuộn dây không dùng khí bên kia kìa, mình tính test ở chức năng hàn mít không dùng khí, nhưng mà thôi thời gian không cho phép. Thì mọi người chỉ nắm được rằng với thiết kế đẹp 60c dày thì với giá 8 triệu phụ kiện cũng đã liệt kê đầy đủ rồi. Thì quý hàng nào thương mến thì theo mấy số điện thoại bên dưới là mình có thể đặt được hàng cho nó kịp nha quý thằng nha. Chứ bây giờ giai đoạn này mình cũng không có về nhiều, về số lượng cũng ít thôi. Rồi bây giờ mình bước qua đây, mình lụm một cái đũa hàng sơ sơ đây nè. Rồi ngay chỗ này đèn nó đang, mình sẽ di chuyển qua cái thằng đây, mọi người chú ý nè. Mình sẽ mượn cái kẹp mát đây. Đây là cái kẹp mát của con máy đầu tiên nãy mình hàng nè, mình gắn vô dấu trừ nè quý thằng, thấy không? Rồi mình sẽ lấy cái kiềm hàng que của con máy đầu tiên hồi nãy luôn nè. Đó, mình test luôn, gắn vô dấu cộng nè. Rồi chúng ta nhẹ nhàng nhìn mình nè, mình sẽ di chuyển bẹt qua hàng que. Rồi chúng ta chỉnh ampe nhỏ vậy. Rồi mình sẽ tiến hành để 145 đi, 110 đi. Rồi mình sẽ hàng cho quý hàng coi một cái miếng sắt mà mình mới cắt rớt cái đùng xuống đất đó. Rồi mình mượn cái kẹp mát mình đưa lên luôn, chứ tay mình nó luyện thiết xa trưởng nhưng mà cầm không nổi quá hàng. Đây kẹp mát của em nó nè. Rồi mình sẽ lụm cái miếng nãy mình mới cắt rớt cái đùng ra, nó hơi nóng lắm nhưng mà phải cố gắng hết sức. Rồi được rồi, quá nhanh quá nguy hiểm. Rồi mình sẽ nói lại như vậy, với một con máy mà đi ra công trình mình không cần gì trơn quý thằng, mình không cần chở máy nén khí theo, chở mình nó thôi. Tổng trọng lượng của con máy này nếu mà chở luôn súng kia đồ này kia theo là chắc nó nặng tầm khoảng là 22 kg 23 kg. Còn nếu mà cái sát máy không của nó là không có súng ống á, là nó nặng 18 kg nha quý thằng nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chọt một phát ăn ngay cho tất cả quý thằng coi nè. Chọt một phát ăn ngay, quý thằng thấy nhẹ nhàng bắt lửa không? Rồi nè, chọt một phát ăn ngay đó, quý thằng thấy dễ dàng không? Chọt một phát ăn ngay. Rồi chọt một phát ăn ngay, chọt một phát ăn ngay, chọt một phát ăn ngay, chọt một phát ăn ngay đó. Đây là cái chỗ hàng que mà mọi người để ý, mình chỉnh có 110 ampe thôi là mình đã hàng rất là nhẹ nhàng tình cảm với sắt dày 10 ly này rồi. Do mình không có đội nón với thằng cho nên mình hàng bon nha. Mỗi lần mình bon mình sẽ nhắm mắt lại cho nên quý hàng thông cảm. Nhưng mà cái cách hàng bon nó vẫn đúng kỹ thuật chứ không có sai đâu. Nhưng mà mình cứ bon cho nó đúng kỹ thuật là vẫn chắc mối hàng đàng hoàng. Đó, đây là chức năng hàng que. Còn cái chức năng hàng mít thì chắc chắn là nó sẽ hàng được có khí và không dùng khí rồi.
với tầm giá 8 triệu do một cái dòng máy cắt 60cm. C là hồi trước đây là nó là cắt lát ma, không cần máy nén khí từ bên ngoài, nó xài máy khí bên trong. Dĩ nhiên là nó vẫn xài bên ngoài được, nhưng mà cái tên gọi của nó là 60C. Nhưng mà trong năm 2024 tháng 3 này, mình lại gói một cái dòng máy là cắt 60cm, là nó thêm được một cái chức năng là hàng mít nữa, thì nó quá là phù hợp với tất cả những cái khách hàng nào đi làm công trình, làm những cái chỗ mà mình có cắt phế liệu, hay là mình nói tóm lại là tất cả bên mảng cơ khí đều nên đầu tư con máy này, rất là phù hợp. Muốn hàng mít thì hàng, muốn hàng que thì hàng, cái gì cũng có thể ổn định hết á. Nó máy này thì bảo hành 2 năm nha các bạn nha. Giá 8 triệu là bao ship khắp muôn phương. Bây giờ mình xin phép dừng video nha. Mình chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật đẹp và thật an bình. Xin thân ái chào tạm biệt và xin chúc mọi người có một đêm thật là bình an và an lạc. Mọi người cần thiết thì liên lạc để đặt dòng máy 60C đang bắt xu hướng này nha quý khách hàng nha. Xin thân ái chào tạm biệt nha quý khách hàng nha.